Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh Con Tum cho biết, hiện trên địa bàn có 64 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu kinh tế, khu công nghiệp với hơn 1.800 lao động. Trong đó, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y có 38 doanh nghiệp với 404 lao động. Khu công nghiệp Hòa Bình có 26 doanh nghiệp với hơn 1.400 lao động. Thời gian qua, lao động tại các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp tương đối ổn định, không có nhiều biến động. Tính đến thời điểm hiện tại, số lao động tăng 36 người so với đầu năm 2022. Dự báo trong thời gian tới, lao động tại các doanh nghiệp trong các khu kinh tế, khu công nghiệp duy trì ổn định về số lượng, các doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển dụng thêm.